Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chap 369, cái gọi là chuyện Thẩm Lãng lừa tiền cũng hoàn toàn kết thúc. Để lại mấy trăm xác chết cũng chẳng bao lâu bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng ít ra suốt một thời gian dài, chẳng có ai dám bén mảng gần phủ hầu tước Trường Bình. Bởi vì nơi này đã chết quá nhiều người, những gì phát sinh bên chỗ Thẩm Lãng chỉ là một bộ phận hành động Xuân Lôi. Bên này của hắn có vẻ hơi hoang đường, mà hầu hết những chỗ hành động Xuân Lôi quét qua kinh đô trở nên nghiêm trọng. Thành vệ quân võ trang đầy đủ tiến vào kinh đô trong nháy mắt, liền đưa tới chấn động hoàn toàn. Tiếp đó, toàn bộ cửa thành đóng, thành vệ quân dựa theo danh sách, từng nhà phá cửa bắt người. Kẻ nào dám can đảm phản kháng, toàn bộ giết chết bất luận tội. Trong lúc nhất thời, kinh đô thần hồn nát thần tính. Đám lưu manh côn đồ suốt mấy tháng hoành hành ngang ngược, các thế lực bang phái cơ hồ bị nhổ tận gốc. Hơn nữa hành động Xuân Lôi không chỉ có ở trong phạm vi kinh đô, dần dần lan ra đến thành quận chung quanh. Trong mấy ngày ngắn ngủi, liền bắt được hơn vạn người. Gần như tất cả đại lao đều bị chật ních. Đại Lý Tự, huyện Bình An, huyện Vạn Niên, phủ Đề Đốc, thậm chí phủ Trung Đô Đốc Thiên Việt đều phải phái ra số lớn quan viên tiến hành công khai thẩm án. Căn cứ ý chí quốc quân, tất cả phải nghiêm trị. Cho nên, phía trên pháp trường mỗi ngày đều có kẻ mất đầu. Ngay từ đầu còn có người vây xem, sau đó đã không có người dám hóng nữa, thấy ra đầu tê dại, ngay cả gặp ác mộng. Mỗi ngày đều có nhiều xe tù rời khỏi kinh đô, tội phạm hơi nhẹ tội một chút đều bị đưa đến các khu mỏ cưỡng bức lao động. Toàn bộ dân chúng thấy, đám đại hiệp hào kiệt lúc trước hoành hành ngang ngược, vô cùng lợi hại đều như là chó chết vậy, hoặc là bị chém đầu, hoặc là bị đi đày. Ngươi là kẻ cậy mạnh có võ công sao? Vậy thì càng thảm, trực tiếp phá hủy toàn bộ gân tay chân, lại đưa đi hầm mỏ. Trong kinh đô rất nhiều bang phái đầu sỏ, bình thường hoàn toàn được xưng là hô phong hoán vũ, phía dưới đồ tử đồ tôn vô số, chỉ cần nói bâng quơ một câu, có thể quyết định vận mệnh một người. Phép tắc trên thị trường, phép tắc trong thanh lâu, phép tắc trên chợ, phép tắc trên đường đi đều do bọn họ định đoạt. Không nghe lời, nói cấm vận ngươi thì cấm vận ngay, nói dìm ngươi thì ngay tức thì dìm xuống sông. Những thứ cường nhân này, có một số thậm chí tối thiểu là quan thân, viên chức, thiên hộ dân quân, thậm chí có người còn có thân phận người ngoài biên chế của Hắc Thủy Đài. Những người này đều có gia tài bạc triệu, bọn họ thường nói một câu thế này, ở địa giới kinh đô không có chuyện gì chúng ta không làm được, chuyện trên mặt đất cũng do quan gia định đoạt. Ngay cả chuyện dưới đất cũng do chúng ta định đoạt, chính là lớn lối như vậy. Sau khi Trương Triệu bị bãi miễn, Ninh Chính đảm nhiệm phủ đề đốc Thiên Việt, sau đó trị an kinh đô chuyển biến vô cùng xấu. Đầu sỏ gây nên chính là những tay thủ lĩnh bang phái này. Mục đích rất đơn giản, chính là dương mắt vì Trương Triệu, chính là vì biểu hiện Ninh Chính vô năng. Để người trong thiên hạ nhìn thấy rõ ràng, lúc trước Trương Triệu đề đốc ở đây, trật tự kinh đô tốt biết bao nhiêu. Dân chúng an cư lạc nghiệp, bây giờ Ninh Chính sau khi lên đài, kinh đô đại loạn, dân chúng lầm than. Có thể thấy được Ninh Chính là thật vô năng, thậm chí gã căn bản là một tên quan tệ hại, một tham quan. Trên thực tế, sách lược bọn họ thật đúng là thành công. Dân chúng kinh đô đều chửi Ninh Chính ầm lên, bọn họ sẽ không đi tìm kiếm căn nguyên kinh đô đại loạn, cũng chỉ bị dư luận dẫn dắt. Cũng may mà là ý chí của quốc quân kiên định, nhìn vấn đề hiểu sâu, đổi thành một quân vương ngu ngốc một chút, tiền đồ Ninh Chính cũng trên cơ bản coi như là kết thúc. Đám phần tử bang phái này vừa đảo loạn kinh đô, vừa nịnh nọt đám thái tử cùng tam vương tử. Tế thiên đại điển, Ninh Chính biểu hiện hoàn mỹ trước nay chưa từng có. Như vậy những thứ bang phái đầu sỏ này có thể có bớt phóng túng à? Bọn họ kinh hãi nửa ngày, tiếp đó, càng ngày càng nghiêm trọng. Sau tế thiên đại điển 3 ngày, trị an kinh đô chuyển biến xấu tới cực điểm, vụ án cướp bóc cùng giết người, bắt cóc mang đi xuất hiện mấy trăm vụ. Bộ mặt kinh đô càng đại loạn, để cho cái phủ đề đốc của Ninh Chính sứt đầu mẻ chán. Nhưng mà, những thứ bang phái đầu sỏ này làm như vậy, ngược lại có mục đích khác. Bọn họ muốn cùng Ninh Chính đàm phán, giống như đàm phán với những kẻ từng đảm nhiệm chức đề đốc lúc trước vậy. Vì tranh thủ điều kiện có lợi hơn, đương nhiên cấp cho Ninh Chính áp lực cực lớn. Cho nên mấy ngày nay các vụ án tàn ác ở kinh đô mới có thể liên tiếp. Tiếp đó, bọn họ sẽ chờ Ninh Chính phái người tới cửa cùng bọn họ đàm phán. Những thứ đầu sỏ bang pháo này cảm thấy kinh đô thiếu chúng không được, trật tự dưới đất tự nhất định phải để bọn họ duy trì. Nhưng mà không có nghĩ tới là Ninh Chính phản ứng lại kịch liệt như thế. Đại khai sát giới như thế, đại càn quét chưa từng có suốt mấy thập niên. Hơn nữa quốc quân tự mình hạ chỉ, thậm chí bỏ qua Hắc Thủy Đài. Trước đó rõ ràng một chút tiếng gió thổi cũng không có truyền tới, chờ đại quân vào thành, bão táp lúc này mới bắt đầu, bọn họ còn muốn ứng đối thì đã muộn. Từng bang phái bị nhổ tận gốc, mỗi ngày đều mất đầu. Những đầu sỏ bang phái này đều nhao nhao đi bái kiến chỗ dựa của mình. Kết quả, toàn bộ bế môn ăn canh, Ninh Chính ở trong triều không có chỗ dựa, đây là hoàn cảnh xấu, nhưng lại là ưu thế, bởi vì không có liên lụy lợi ích. Có Thượng Phương Bảo kiếm trong tay, gã muốn giết ai thì giết, người nào tới van cầu đều không hữu dụng. Đương nhiên, ngay từ đầu nhất định là có người xin tha thứ. Trong triều văn võ đại thần, lần đầu tiên hạ mình đi cầu kiến Ninh Chính. Lần đầu tiên vẻ mặt ôn hòa, luôn miệng giữ một cái ơn, ngày sau ổn thỏa hồi báo. Cấp bậc những quan viên này cũng rất cao, thâm niên cũng rất già, vốn tưởng rằng Ninh Chính sẽ chắc chắn nể nang tình cảm của bọn họ. Cuối cùng chúng ta cũng là đại lão, ngươi là vương tử chẳng có căn cơ nào, chúng ta cho cơ hội thiếu ngươi một nhân tình, ngươi còn không tranh thủ thời gian tiếp lấy đi chứ. Kết quả, Ninh Chính thiết diện vô tư, chẳng nể nang mặt mũi người nào. Theo lẽ công bằng mà làm việc, nên bắt thì bắt công việc, đáng giết thì giết. Lần đầu tiên này, chọc giận tới rất nhiều tay trùm, nhưng lại làm cho lòng người khiếp sợ. Nhìn không ra, Ninh Chính gan dạ thế này, gã không phải muốn tranh ngôi à? Đã vậy còn không để ý chút nào đến tình cảm chúng thần sao? Không có chúng ta hỗ trợ, ngươi còn làm sao tranh ngôi hả? Như vậy Ninh Chính nghĩ như thế nào? Gã chân chính đáy lòng vô tư trời đất rộng. Gã chỉ làm chuyện, làm chính mình cho rằng đúng chuyện. Những người còn lại rành rẽ tình đời, gã mặc kệ. Thậm chí tranh ngôi có thành công hay không, gã tạm thời cũng không quản. Muốn làm việc thì không thể lo trước lo sau, sợ tội này, sợ tội kia. Như vậy còn làm quân vương cái gì? Thế nhưng hỏa hoạn đốt tiếp thế này nữa, sẽ không có biên giới. Thậm chí có thể sẽ đốt tới trên đầu mình. Chiết Mai Bang, nghe vào thấy tên này vô cùng văn nghệ, bọn họ làm việc buôn bán. Dĩ nhiên không phải buôn bán nô lệ, đây là phạm pháp. Thế nhưng rất nhiều nhà hào môn quý tộc mua gã sai vặt, mua người hầu, mua gái thanh lâu, nô lệ tình dục các thứ, đều có. Hơn nữa đây là một món làm ăn lãi cách xù. Chiết Mai Bang làm chính là kẻ buôn bán, gái từ Tây Vực, gái từ sâu trong các bộ lạc cũng được vận tới. Số tiền lời hàng năm cực kỳ to, những thứ này làm ăn vốn cũng không coi là trái pháp luật. Thế nhưng, người đã làm loại chuyện kinh doanh này cũng trên căn bản là không có thiên tính, vì lợi ích chuyện gì làm không được. Đám người kia hợp tác với bọn ăn mày khắp thiên hạ đi lừa gạt trẻ con, tiếp đó bán cho Chiết Mai Bang. Chiết Mai Bang bồi dưỡng nhiều năm sau đó, khi những đứa trẻ này trước 16-17 sẽ bán giá cao cho nhà quyền thế. Lần này hành động Xuân Lôi, Ninh Chính tiến ngay trụ sở, căn lầu của Chiết Mai Bang cứu ra mấy trăm đứa trẻ. Tán tận lương tâm, dưới cơn nóng giận, Ninh Chính hạ lệnh chém giết mấy trăm tên ăn mày lừa gạt con nít. Tiếp đó, thông qua sổ sách của bọn ăn mày này, tra được Chiết Mai Bang. Mà chỗ dựa vững chắc của Chiết Mai Bang này không ai khác chính là con trai thứ ba của công tước Biện Tiêu, Biện Kình. Đây chính là con trai ruột của công tước Biện Tiêu, đã từng ở kinh đô đọc sách 3 năm, năm ngoái thi trúng võ tiến sĩ, đi Bắc quân đảm nhiệm thiên hộ. Lúc gã ở kinh đô, Biện Phi xem như con mình. Lần này tất cả mọi người nhìn Ninh Chính có chút hả hê, ngươi không phải thiết diện vô tư à? Bây giờ liên lụy đến Biện Phi, liên lụy đến con trai công tước Biện Tiêu, ngươi phải làm sao? Ngươi còn có thể theo lẽ công bằng chấp pháp à? Kết quả, Ninh Chính thậm chí không có xin chỉ thị quốc quân, trực tiếp hạ lệnh bắt người của Chiết Mai Bang. Toàn bộ Chiết Mai Bang đều bị nhổ tận gốc. Nhưng mà, Chiết Mai Bang chủ chẳng qua biểu hiện ra chủ nhân chân chính là một công tử đại tài tử Liên Hoa Liên Cẩm. Liên Cẩm, danh tiếng của người này gần với sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch. Viết xuống vô số thơ yêu mỹ, được giới thanh lâu kinh đô xem là thần tượng. Chính là cái loại đại tài tử ngủ với hoa khôi không lấy tiền, đối phương còn phải ngã thiếp. Gã không chỉ văn cử nhân mà còn là võ cử nhân. Chân chính văn võ toàn tài, năm nay 23 tuổi. Không có bất kỳ ý định ra làm quan, cũng không tham gia thi hội, mỗi ngày viết thơ, say trong bụi hoa. Đơn giản là nhân vật cấp thần tượng. Hơn nữa gã còn có một thân phận, cháu rể Biện Tiêu, bạn tốt tri kỷ và cùng trường với Biện Kình. Khi Ninh Chính tra được gã dĩ nhiên là chủ nhân sau màn của Chiết Mai Bang, hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Người này danh tiếng rất tốt, phiên phiên giai công tử. Thậm chí ở trong lòng Ninh Chính, đây là người một nhà, tương lai đến khi địa vị của gã sẽ vững chắc một chút. Gã sẽ tự đi mời vị này công tử Liên Hoa, thậm chí cảm thấy tương lai phía trên thượng thư đài cũng có thể sẽ có vị trí của Liên Hoa. Không nghĩ tới, chuyện thương thiên hại lý nhiều như vậy, dĩ nhiên là vị công tử Liên Hoa này gây nên. Gã viết xuống bao nhiêu thơ yêu mỹ kia chứ. Gã dịu dàng, thương tiếc phụ nữ, dân nghèo đến cỡ nào. Thanh danh của gã quả thực so với Thẩm Lãng còn tốt gấp 10 lần hoặc hơn. Những đứa trẻ này đã bị bắt cóc khỏi cha mẹ lúc 3-4 tuổi, quả thực mất trí. Chi nhân chi diện bất chi tâm, vị công tử văn nhã này hóa ra là phường cầm thú xài lang như thế. Trong nhà Thẩm Lãng nghênh đón hai người khách, cháu gái công tước Biện Tiêu, còn có bạn tốt của tam công tử Biện Tiêu công tử Liên Hoa Liên Cẩm. Thẩm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị công tử Liên Hoa này. Áo trắng như tuyết, quả nhiên là công tử chọc thế nhất giai. Công tử Liên Hoa vô cùng rụt rè tiêu sái. Thẩm công tử, 3 ngày sau, ta muốn tổ chức một hội thơ, đến lúc đó ngài và Vân Mộng Trạch cùng đi. Góp cái thú vị, không đi, Thẩm Lãng lạnh lùng nói. Công tử Liên Hoa kinh ngạc, Thẩm Lãng này là mặt chó à, hoàn toàn không biết làm người. Trong nháy mắt, nụ cười đã tắt, gương mặt hắn và vợ mình trở lên lạnh lẽo. Công tử Liên Hoa nói, Thẩm công tử, ngài khuyên nhủ Ninh Chính điện hạ được không? Không được, Thẩm Lãng nói. Công tử Liên Hoa lạnh nhạt nói, Thẩm công tử, đời này của ngài không chừng một ngày kia sẽ xui xẻo, cho nên càng cần bằng hữu giúp đỡ. Lúc này, cháu gái của Biện Tiêu là Biện Thấm nói thẳng, Thẩm Lãng, chuyện làm ăn của Chiết Mai Bang, Biện Kình cũng có phần. Hắn gọi công tước Biện Tiêu là thúc phụ, Biện Phi đối với hắn xem như con đẻ. Lẽ nào ngài muốn đẩy lửa đến đốt trên người Biện Phi sao? Nếu đến nước đó, ngài chịu trách nhiệm nổi sao? Ninh Chính muốn tranh ngôi, chỗ dựa lớn nhất chính là họ Biện chúng ta, nếu đầu óc hắn không tỉnh táo, ngài làm mưu sĩ cũng không tỉnh sao? Thẩm Lãng nâng chung trà lên nói, tiễn khách. Công tử Liên Hoa biến sắc, lạnh lùng nói, công tử Thẩm Lãng, lần hành động xuân lôi này tốt, làm cho cả kinh đô sạch sẽ, đêm không cần đóng cửa, dân chúng mỗi người ca tụng, đã đặc biệt thành công. Nhưng nước quá trong ắt không có cá, lửa cuối cùng sẽ đốt tới trên đầu ngài. Chuyện của Chiết Mai Bang chúng ta không sạch sẽ, không chỉ sẽ dính dáng đến họ Biện, còn có thể dính dáng đến ngài, tại cái vụ án này ngài cũng đặc biệt không trong sạch gì đâu. Nghe những lời này, Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Đây là sổ sách bí mật của Chiết Mai Bang, Thẩm công tử thấy rõ ràng, Kim Sơn Các có phải là sản nghiệp của ngài hay không, bà chủ có phải mỗi tháng đều đưa tiền cho ngài không? Chuyện làm ăn của Chiết Mai Bang thì Kim Sơn Các cũng có phần, Thẩm Lãng ngài đây cũng không sạch sẽ, mỗi tháng ngài cũng lấy tiền từ Chiết Mai Bang mà thôi. Thẩm Lãng cầm lấy sổ sách vừa nhìn, quả nhiên ghi chép rõ ràng, trong thời gian mấy tháng này, Chiết Mai Bang qua Liên Hoa Các chi cho Kim Sơn Các chi. Có người rõ ràng trăm phương ngàn kế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đẩy chuyện làm ăn diệt sạch nhân tính này lên người hắn. Sau lưng người này, không chỉ là Biện Kình, mà còn rất phức tạp. Lần hành động xuân lôi này quét Chiết Mai Bang, cho nên đã dẫn bạo đến tiếng sấm đầu tiên. Công tử Liên Hoa Liên Cẩm nhìn Thẩm Lãng nói, nếu như ta gặp chuyện không may, quyển sổ sách kia cũng lan ra khắp thiên hạ, ngài cũng không chạy thoát. Cho nên Thẩm Lãng à, ta không thể xảy ra chuyện gì đâu. Ngài đi tìm Ninh Chính chỉ nói vậy thôi, ta tin tưởng bản lĩnh của ngài nhất định sẽ làm cho điện hạ hồi tâm chuyển ý. Nói xong, công tử Liên Hoa Liên Cẩm vỗ vỗ Thẩm Lãng công tử, cười lớn rồi đi ra phía ngoài. Thẩm Lãng, cùng trên một con thuyền, tuyệt đối không nên dẫn lửa thiêu thân. Thẩm Lãng tức khắc cười nói, được, yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục Ninh Chính điện hạ. Thẩm công tử rõ ràng thức thời, cáo từ. Công tử Liên Hoa Liên Cẩm mang theo vợ rời đi. Thẩm Lãng phất phất tay, vài bóng người đi đến. Chuẩn bị một chút, giết sạch cả nhà Liên Cẩm, kể cả Biện Thấm ở bên trong. Vâng, Thập Tam. Thẩm Thập Tam đi đến. Thế lực của Ẩn Nguyên hội sẽ xuất động rất lớn một lần, vào 3 ngày sau, chúng sẽ chơi lớn với chúng ta đó. Khi ấy ta muốn san bằng tổng bộ của hội Ẩn Nguyên thành bình địa. Kim Sơn Các là sản nghiệp gia tộc họ Kim ở Kinh Đô. Từ khi Thẩm Lãng tiến vào Kinh Đô, sau đó Kim Sơn Các trên cơ bản cũng chỉ có một nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý kiếm tiền cho Thẩm cô gia. Lợi nhuận của Kim Sơn Các ở Kinh Đô thậm chí đều không cần nộp lên cho phủ hầu tước Huyền Vũ, toàn bộ giao cho Thẩm Lãng là được rồi. Bởi vì cha mẹ vợ biết Thẩm Lãng phá sản, phải mặc quần áo tốt nhất, ăn đồ tốt nhất, uống rượu tốt nhất. Cho nên nhiệm vụ duy nhất của Kim Sơn Các chính là duy trì sinh hoạt xa hoa lãng phí vô độ của Thẩm Lãng. Còn Kim Mộc Thông, mỗi tháng 10 lượng vàng cũng xài không hết, tùy tiện cho vài lượng là được. Như vậy Kim Sơn Các hàng năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Khấu trừ tất cả chi phí, sau đó lợi nhuận dòng hơn 1000 lượng vàng trở lên, cái lợi nhuận này đã đặc biệt kinh người. Mà con số lợi nhuận này chỉ có một chỗ, cả Kinh Đô chỉ có một nhà thôi. Như vậy bên trong Kim Sơn Các này bán thứ gì vậy? Xa xỉ phẩm, tất cả là xa xỉ phẩm, Gucci, Gucci, Prada, Prada. Tất cả thứ này cũng không có ở đây đâu. Bên trong Kim Sơn Các bán những thứ mà các cô gái không cách nào từ chối. Nói thí dụ như mặt nạ, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng thơm, dây chuyền thủy tinh, bông tai thủy tinh vân vân, kể cả kính lão. Kính lão cũng gần đây được đưa lên kệ tiêu thụ. Mấy tháng trước, còn bán cả thuốc lá. Tóm lại không có hơn 1000 lượng vàng bên người, ngươi liền căn bản không nên đi vào tiệm này. Mấy thứ bên trong chỉ có một chữ, đắt. Hơn nữa trừ vật dụng hàng ngày ra, những món khác đều hạn chế số lượng, thậm chí có ít thứ quý tộc mới có thể mua. Dù là thương nhân khác có tiền đi nữa, vào đây thấy một món đồ mà muốn mua vô cùng, xin lỗi, bà chủ sẽ đặc biệt khách khí nói cho ngươi biết, đây là hàng mẫu không bán ra, bổn điếm không còn hàng. Sau nửa canh giờ, một bá tước tới mua, món đồ này lại có. Kết quả người ta chính là ăn một bộ, mua chính là đẳng cấp, chính là thể diện. Chuyện kinh doanh tuy chẳng gây sốt, nhưng lại thịnh hành toàn bộ kinh đô. Nếu như hào môn Thiên Kim không dùng nước hoa, mặt nạ của Kim Sơn Các quả thực không có tư cách tham dự những cuộc họp hội chính thức. Càng về sau, Kim Sơn Các bắt đầu bán ra những loại thiếp thân tiểu y, áo lót, tiểu khố nhi, quần lót, hở bạo, vẫn vang dội toàn bộ giới quý tộc đỉnh cấp như cũ. Bởi vì quá quyến rũ, đàn bà mặc áo lót của Kim Sơn Các vào đứng trước gương, rõ ràng chỉ là loại cỡ 70 điểm cũng trở thành view vật, để cho chồng bọn họ đam mê không thôi. Đương nhiên, bất kỳ vật gì gây sốt chắc chắn đều có hàng nhái. Đồ vật của Kim Sơn Các cũng không ngoại lệ. Có mấy nhà cũng sản xuất những thứ y hệ của Kim Sơn Các, thậm chí logo vàng cũng làm y hệt. Nhưng kỳ quái là Thẩm Lãng lúc đó ở bên ngoài còn không kịp đi đánh hàng giả, kết quả bản thân những quý tộc kinh đô kia liền xuất thủ, tiêu diệt hết hàng nhái. Hơn nữa rất nhiều thiên kim quý tộc tụ hội đều công nhiên lấy đồ đạc của mình phân rõ thật giả. Lúc này nếu ngươi dùng hàng nhái, liền một hồi bị trục xuất khỏi cái vòng này. Hóa ra những nữ thiên kim này bỏ tiền núi ra mua đồ của Kim Sơn Các, sẽ ra sức bảo vệ thương hiệu của Kim Sơn Các. Bây giờ có bọn hạ đẳng muốn giống như chúng ta, hơn nữa còn xài hàng giả. Bằng vào các ngươi cũng xứng, cho nên Thẩm Lãng vẫn không có động thủ, những hàng nhái này liền bị diệt. Hơn nữa rất quỷ dị ở chỗ, tất cả quý tộc cùng Thẩm Lãng rõ ràng là ở vào trạng thái đối địch, hoàn toàn càng đấu ngươi chết ta sống. Nhưng biết rất rõ ràng Kim Sơn Các xem như là sản nghiệp của Thẩm Lãng, lại hoàn toàn không chống lại, thậm chí còn tự hào. Dĩ nhiên, Kim Sơn Các chỉ là tác phẩm lúc Thẩm Lãng rảnh rỗi mà thôi. Gần như hoàn toàn không có để ở trong lòng, thậm chí bây giờ nhiều sản phẩm, hắn còn chẳng sản xuất hay thiết kế gì nữa. Hơn nữa tiệm này tuy rằng hàng năm kiếm lấy lợi nhuận kinh người, nhưng nếu so với tốc độ phá sản của Thẩm Lãng quả thực bé nhỏ không đáng kể. Lãng gia người ta trong vòng mấy tháng đã tiêu mất mấy chục vạn lượng vàng. Đừng nói là một cửa hàng xa xỉ, coi như là mở một ngân hàng, có thể cũng không đủ cho hắn bại. Muốn kiếm tiền, ngại quá, ta mới vừa lừa 500 vạn lượng vàng. À không, là buôn bán lời 500 vạn lượng vàng. Nhưng mà đối với bà chủ Kim Sơn Các Kim Uyển mà nói, đây là toàn bộ của bà. Người đàn bà từng là vú nuôi của Mộc Lan, bẩm sinh thích giao tế, cho nên vẫn luôn quản lý biệt viện họ Kim. Sau khi quản lý Kim Sơn Các, xem như là nhân vật phong vân ở khu vực kinh đô. Nhưng mà Thẩm Lãng cũng chẳng tiếp xúc quá nhiều với bà, bởi vì bà đã hơn 40 tuổi. Mỗi lần bà cũng chỉ đối sổ sách với Băng Nhi thôi. Lúc này, bà chủ Kim Sơn Các Kim Uyển liền quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng, khuôn mặt thướt tha dư âm tái nhợt vô sắc, thân thể không ngừng run rẩy. Thẩm Lãng đọc sổ sách cẩn thận, nửa năm trước, Kim Sơn Các mua cổ phần của Liên Hoa Các ư? Thẩm Lãng bèn hỏi. Vâng, Kim Uyển nói. Thẩm Lãng nhìn lúc đó hợp đồng nhập cổ phần, hoàn toàn không có vấn đề, đây là hợp tác thương mại bình thường. Chuyện này đối với Thẩm Lãng mà nói, quả thực bé nhỏ không đáng kể, thậm chí không cần hắn xem qua. Kim Uyển hướng Băng Nhi báo cáo qua, Băng Nhi sắc mặt tái nhợt, cất giọng run rẩy, cô ra, có phải thiếp gây họa hay không? Chuyện này do thiếp đáp ứng, còn chuyên điều tra nữa, Liên Hoa Các này Biện Phi còn từng quyên góp mấy món đồ. Chữ trên thư viện Liên Hoa còn do chính tay Biện Phi đề, mà lúc ấy quan hệ chúng ta cùng Biện Phi đã vô cùng mật thiết. Chuyện này sâu, sâu không thấy đáy, Liên Hoa Các, thoạt nghe tên như một thanh lâu đúng không? Kỳ thực không phải, nó là một tổ chức đặc biệt cao thượng, tổ chức nửa thương mại, nửa từ thiện. Biểu hiện ra bên ngoài cùng chỗ buôn người như Chiết Mai Bang hoàn toàn không có vấn đề gì. Đầu tiên nó là một phòng đấu giá, thứ nhì tiền đấu giá thu được dùng để nuôi những đứa trẻ mồ côi không nhà để về. Thứ nhì, nó có một thư viện, chuyên môn dạy cho những đứa trẻ đáng thương học hành. Tóm lại, thương hiệu Liên Hoa Các đặc biệt cao. Chính thức bởi vì như thế, Biện Phi mới có thể quyên góp mấy thứ, thậm chí vì nó viết lưu niệm. Biện Phi thích trẻ con nhất, tiếc nuối lớn nhất cả đời chính là không thể sinh con. Liên Hoa Các thu dưỡng một số đứa trẻ không nhà để về, hơn nữa còn dạy học, đương nhiên làm cho lòng bà xúc động. Hơn nữa, công tử Liên Cẩm này còn là cháu rể của bà, còn là bạn thân cùng trường với cháu trai Biện Kinh của bà nữa. Do vợ của Liên Cẩm tức Biện Thấm ra sức nài nỉ, Biện Phi cuối cùng đồng ý viết lưu niệm lên thư viện Liên Hoa. Theo bà cái này hoàn toàn không tính là phạm quy, cũng không có hiểm nghi tham gia vào chính sự. Có Biện Phi viết lưu niệm, sau đó danh tiếng Liên Hoa Các cùng công tử Liên Hoa nâng cao một bước, quả thực như là hóa thân của thiên thần vậy. Lúc đó Kim Uyển cũng chính là nhìn trúng điểm ấy, mới chịu đáp ứng hợp tác cùng Liên Hoa Các. Một số siêu xa xỉ phẩm hạn chế số lượng của Kim Sơn Các sẽ ủy thác Liên Hoa Các tiến hành bán đấu giá. Hơn nữa, hàng năm Kim Sơn Các cũng sẽ hiến một khoản tiền để giúp cho các đứa thương của thư viện Liên Hoa. Công tử Liên Hoa Liên Cẩm chính là bởi vì kinh doanh Liên Hoa Các nên danh tiếng mới lên cao, chẳng khác gì thiên thần. Cũng chính bởi vì vậy, Ninh Chính cảm thấy người này đại tài có thể dùng. Nhưng ai mà biết, Gã này lại là trùm cuối của Chiết Mai Bang. Danh tiếng của Chiết Mai Bang cũng không dễ nghe, nhưng chung quy không có xúc phạm quốc pháp. Bởi vì lừa gạt trẻ con kiếm tiền là bang Khiếu Hoa Tử. Nhưng mà, cái bang ăn mày này chẳng qua là làm thuê cho công tử Liên Hoa mà thôi. Liên Cẩm là người khôn khéo phi thường, lại làm hai tầng ngăn cách. Biểu hiện ra là thiên thần làm từ thiện, sau lưng lại kiếm tiền bằng thủ đoạn bẩn thỉu nhất. Tay Liên Cẩm này giỏi thật, lợi hại. Ra đòn lợi hại như vậy, vừa nhìn cũng biết là Hội Ẩn Nguyên gây nên. Mấy tháng trước liền kéo Biện Phi xuống nước, kéo Thẩm Lãng xuống nước. Nếu như Thẩm Lãng không có đoán sai, ở thời khắc mấu chốt Hội Ẩn Nguyên sẽ cho nổ vụ bê bối động trời này. Liên Hoa Các cao thượng lại kiếm tiền bằng cách lừa bán những hài đồng vô tội. Tiếp đó, lôi cả Biện Phi và Thẩm Lãng vào gây ra bê bối chấn động. Hơn nữa khiến cho Biện Phi và Thẩm Lãng không cách gì tẩy sạch. Lại không nghĩ tới, hành động xuân lôi của Ninh Chính trực tiếp quét đến trên đầu Liên Hoa Các. Như vậy có một cái nghi vấn. Công tử Liên Hoa Liên Cẩm là chủ nhân sau màn của Chiết Mai Bang, việc đó bí ẩn cỡ nào? Ngay cả Biện Phi đều lừa gạt được, vì sao Ninh Chính có thể tra được? Là Hội Ẩn Nguyên cố ý thả phong thanh sao? Không phải, là hạ quan tra được. Bát Điền Lan Phong Tử nói, ngài cũng biết, hạ quan đã gặp qua là không quên được, hơn nữa trường kỳ trà trộn tại cái bang. Hết cháp 369.